một pha bứt tốc mạnh mẽ khi nhận đường truyền từ đồng đội rồi vung chân hạ gục thủ môn đối phương. Một pha không chiến dũng mãnh và đánh đầu tung lưới dù có nhiều hậu vệ theo kèm. Tuổi 39 của ông già Cristiano Ronaldo là như vậy đấy. Abdurrahman Gareb đã nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà và Al Ittihad rút ngắn bằng 2 bàn thắng. Tuy nhiên, CR7 và đồng đội vẫn bỏ túi 3 điểm với một pha lập công muộn của Messari Anemer để kết thúc mùa giải chuyên nghiệp Saudi Arabia. Ronaldo ở tuổi 39 đã gửi một thông điệp mạnh mẽ khi viết lại kỷ lục ghi bàn Saudi Pro League vào ngày cuối cùng của mùa giải. Đăng trên Instagram đầy kiêu hãnh, tôi không theo đuổi các kỷ lục để phá chúng, mà chính các kỷ lục theo đuổi tôi và ép tôi phải phá nó. Đây là cảm giác rất tuyệt vời. Ngôi sao Ronaldo kết thúc mùa giải với cách biệt lên tới 7 bàn so với tiền đạo Alexander Mitrovic của Al Hilal, 28 bàn. Người đã ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của đội vô địch tại Al Weda để kết thúc mùa giải bất bại, chỉ để mất điểm 3 lần trong 34 trận. Đây cũng là một mùa giải đầu tiên tuyệt vời ở làng bóng đá Saudi Arabia cho thủ quân của Al Nassr, siêu sao Cristiano Ronaldo. Với bàn thắng thứ 2 của mình, anh đã đạt con số 50 bàn trong một mùa giải. Người chiến thắng 5 lần quả bóng vàng đã ghi 44 bàn trong 44 trận đấu chính thức trên mọi đấu trường. Anh cũng ghi 6 bàn trong 6 trận trong chiến dịch Arab Club Champions Cup mà Al Alami là đội vô địch. Bằng cách dẫn đầu danh sách dội bom tại Saudi Pro League, Ronaldo đã tạo thêm lịch sử, trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu vua phá lưới ở 4 giải đấu khác nhau và anh cũng giúp Al Nassr có 100 bàn trong một mùa giải đầu tiên. Theo đó, đội trưởng Bồ Đào Nha đã giành danh hiệu vua phá lưới tại Premier League với Manchester United, vua phá lưới La Liga trong màu áo Real Madrid và Serie A khi anh còn chinh chiến cùng Juventus. Nếu như bóng đá đơn thuần chỉ là những con số thống kê, ắt hẳn Ronaldo là cầu thủ khiến nhiều người đau đầu nhất. Bàn thắng và kỷ lục mặc nhiên cứ tìm đến anh. Sau trận đấu, Ronaldo dõng dạc tuyên bố rằng: "Tôi không theo đuổi những kỷ lục, chúng theo đuổi tôi." Chia sẻ này có lẽ khiến siêu sao người Bồ Đào Nha thêm phần bị căm ghét. Cần nhớ rằng trước đó, số lượng anti-fan của Ronaldo đã nhiều vô số. Song, khó mà phủ nhận điều mà Ronaldo đã ngạo nghễ thừa nhận. Messi được thừa nhận là GOAT, là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Thiên tài người Argentina toàn diện ở hầu như mọi mặt. Đá phạt tốt, chuyền bóng xuất sắc, ghi bàn cũng tuyệt vời. Nếu nhìn theo quan điểm giáo dục như El Pulga, giống như một cậu học sinh ưu tú ở tất cả các môn. Mặc dù vậy, Ronaldo cũng có thứ để anh tự hào, đó là sự sắc sảo trong khâu dứt điểm. CR7 cực mạnh ở những tình huống dứt điểm bằng cả hai chân cũng như đánh đầu. Chúng giúp cho tiền đạo người Bồ Đào Nha gia tăng số bàn thắng trong sự nghiệp một cách đều đặn trong mỗi mùa giải, dù tuổi tác ngày càng gia tăng. Với sự tỏa sáng rực rỡ ở bất kỳ giải đấu nào, Cristiano Ronaldo đã được đồng đội cũ tại Manchester United, Jadon Sancho, gán cho cái mác vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Sancho, chân sút trẻ đã chơi 37 trận cùng với cầu thủ 39 tuổi tại MU, gửi cho Ronaldo một biểu tượng cảm xúc số 1 thay cho lời thừa nhận đàn anh người Bồ Đào Nha xuất sắc nhất làng túc cầu. Cặp đôi này đã chơi cùng nhau trong mùa thứ 2 của Ronaldo tại sân Old Trafford từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022. Sau đó, Ronaldo đã chấm dứt hợp đồng với đội bóng Anh sau khi bất hòa với huấn luyện viên Erik Ten Hag. Anh quyết định gia nhập Al Nassr vào tháng 1 năm 2023. Kể từ đó, Ronaldo trở thành cầu thủ xuất sắc trong màu áo của đội bóng tại Saudi Arabia. Anh chơi 63 trận trên mọi đấu trường, ghi 58 bàn thắng và 15 đường kiến tạo. Tuy nhiên, cầu thủ từng 5 lần giành quả bóng vàng vẫn chưa chạm tay vào chiếc cúp Saudi Pro League hay AFC Champions League. Mới nhất, Ronaldo vẫn tiếp tục có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha để góp mặt tại vòng chung kết Euro 2024. Và nếu như anh ra sân, sẽ lại lập thêm kỷ lục lần thứ 6 chơi tại giải đấu cao nhất châu Âu. Tôi cảm thấy rất tự hào khi vẫn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất với độ tuổi này. Điều đó khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục chơi bóng. Nếu nhìn lại 20 năm sự nghiệp của tôi, đẳng cấp của tôi luôn duy trì ở mức cao. Nếu bạn thi đấu đỉnh cao suốt 2 thập kỷ, điều đó rất khó tin. Tôi đã làm được và sẽ tiếp tục sự nghiệp. Với tôi, đó là một thành tựu lớn. Động lực lớn nhất của tôi là tiếp tục thi đấu. Siêu sao người Bồ Đào Nha nhấn mạnh: "Tôi hiểu không dễ dàng ở thi đấu ở cấp độ này, vẫn còn động lực để ghi bàn, duy trì phong độ, đối đầu với những cầu thủ trẻ và khỏe như sư tử. Bạn phải chuẩn bị không chỉ ở mặt thể chất mà còn cả tinh thần." Cristiano Ronaldo tiết lộ yếu tố quan trọng nhất trong sự nghiệp: "Bạn có thể tài năng, nhưng nếu bạn không khổ luyện thì là vô ích, và luyện tập nếu không có tài cũng như vậy. Đó là những yếu tố đi cùng với nhau. Tôi có cả hai và không thể nói cái nào quan trọng hơn. Những chi tiết nhỏ sẽ tạo ra sự khác biệt, và sự ổn định là điều khó khăn nhất." Ai cũng muốn trở thành Cristiano Ronaldo, nhưng điều đó rất khó,
bạn phải duy trì được sự kỷ luật. Tôi đã chiến đấu với bản thân mình trong suy nghĩ. Tất nhiên, tôi cũng không thích tập gym mỗi ngày. Chẳng ai thích điều đó cả. Nhưng bạn phải làm nếu bạn muốn bản thân khỏe mạnh, dẻo dai và thi đấu đỉnh cao, bền bỉ. Trước An Ittihad, dù chẳng còn mục tiêu vô địch, điều ấn tượng nhất về Ronaldo không phải là kỹ năng ghi bàn vẫn còn sắc bén, mà đó là cách cầu thủ này ăn mừng. Nó vẫn toát lên được cái sự khát khao, ngọn lửa cháy bỏng với đam mê chinh phục thử thách dù là không tưởng nhất. Ronaldo đã không còn trẻ, nhưng chưa cho thấy dấu hiệu tuổi tác làm mai mòn bản năng săn bàn. Nếu dở đi nhiều, anh đã không thể trở thành vua phá lưới của giải Saudi Pro League. Những con số thống kê khủng trên cho thấy dường như không có gì có thể ngăn chặn được Ronaldo. Truyền thông ca ngợi, đồng nghiệp ngưỡng mộ, người hâm mộ ngả mũ thán phục. Anti-fan cũng hoàn toàn câm lặng trước những màn trình diễn tuyệt đỉnh của anh. Dù không còn những pha đi bóng lắt léo hay các pha đảo chân qua người mang đậm thương hiệu CR7, nhưng những cú sút đầy uy lực của anh vẫn không thể cản phá như ở tuổi đôi mươi. Tất nhiên, vẫn có những ngày anh sa sút và cho thấy mình đúng là một ông lão 40 tuổi. Chạy thì chậm, trụ thì không vững và sút đôi khi còn trượt. Nhưng quan trọng là sau những trận đấu dở tệ, Ronaldo lại đứng lên, nỗ lực hơn ở trận đấu sau và lại ăn mừng, lại siêu. Khả năng đương đầu với áp lực của Ronaldo quá ấn tượng. Chính vì điều đó, anh mới trở thành trai vang thượng hạng, nếu không muốn nói là đắt nhất thế giới. Đánh giá về điều này, huấn luyện viên Zinedine Zidane chia sẻ: có những trận đấu cậu ấy không ghi bàn, nhưng Ronaldo không ngừng cố gắng để trở lại ghi bàn trong 3 hoặc 4 trận đấu liên tiếp sau đó. Với Ronaldo, càng áp lực, cậu ấy càng nguy hiểm. Đó là mẫu cầu thủ thích đối diện với tất cả. Một số cầu thủ thường gặp khó khi nhiều áp lực liên tiếp bủa vây. Với Ronaldo thì lại hoàn toàn khác. Càng áp lực, càng bị chỉ trích, cậu ấy lại càng nguy hiểm và chơi hay hơn rất nhiều. Tháng 6 này, tay săn bàn 39 tuổi sẽ cùng đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào chiến dịch Euro, nơi người hâm mộ lại có thể tiếp tục được chứng kiến những cột mốc khó tin chỉ cựu ngôi sao Manchester United mới làm được. Dù không phải là một chuyên gia, bạn cũng có thể thấy Ronaldo có một vị trí bất khả xâm phạm tại đội tuyển, giống như việc Olivier Giroud vẫn là một trụ cột trên hàng công của đội tuyển Pháp, bất chấp việc Muani hay Dembele hoặc Marcus Thuram có chơi hay đến đâu. Và người ta cũng không thể tưởng tượng được việc Croatia sẽ chơi bóng như thế nào nếu không có Luka Modric đồng niên với Ronaldo. Và chắc chắn là huấn luyện viên Zlatko Dalic cũng không gọi một cầu thủ gần 40 tuổi chỉ vì anh ta là lịch sử hay công thần của đội bóng. Ronaldo cũng vậy thôi, anh vẫn sẽ là một cái tên không thể thiếu trong hành trình chinh phục chiếc cúp Euro thứ 2 trong lịch sử của Bồ Đào Nha.